Suốt ngày mày viết. Rồi kiếm được đồng nào chưa? Suốt mày mày cứu nào chưa? Để coi mày kiếm được bao nhiêu. Không một đồng nào. Cái thứ tật nguyền như mày ấy, không biết có mày hành động đâu. Tao cho mày vô trại thật nguyên. Anh nói gì cơ? Vô trại thật nguyên. Không, không, em không đi đâu hết. Đây là nhà của em. Tao nói mày cút thì mày cút. Ngày xưa tao đi nhảy kiếm được ba đồng bắt cặp, bây giờ nhìn là mày đi, không đáng một xu. Tao cho mày một tháng dọn dẹp hết đồ đạc rồi cút vào nhà tao. Không, cái bác sĩ, y tá, lôi mày đi. Đừng có trách. Mau lên, trễ giờ rồi. Dạ. Trễ giờ rồi, cứ lề mày.
Chú từng là vũ công mà. Sao chú biết? Nhìn cũng tài năng đấy. Ít nhất là đã từng. Vậy giờ cháu làm gì? Con viết sách. Chà, biết nhảy rồi còn biết viết nữa. Tài năng thế còn gì? Tài năng? Con phải ngồi xe lăn tới cuối đời. Anh con thì sắp đuổi con vào trẻ khuyết tật vì con không thể kiếm được tiền. Tất cả là vì đôi chân chết tiệt này. Sao chú cũng để con chết đi? Con còn gì để mất đâu. Người nói câu đó là con chú mới đúng. Nó học giỏi, nó có nhiều hoài bão. Nó kể với chú suốt là sau này sẽ giúp cho gia đình thoát nghèo. Nhưng rồi nó bị xe tông, liệt gần hết nửa người, chẳng đi đâu làm gì được. Nhưng nó chưa bao giờ nói với chú là nó muốn chết, vì nó vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể đứng lên được. Nhưng con thì thực tế hơn. Cuộc sống nó đủ khắc nghiệt rồi, cái suy nghĩ cũng thảm thiết như thế thì làm sao cuộc đời khởi sắc được. Ừ thì có thể con chưa thành công, cũng như bao người khác không bị liệt như con. Chú không biết là viết sách cũng cần phải có đôi chân lành lặn nữa cơ. Thôi con đi về đi. Viết không được á thì mình viết lại. Đừng có suy nghĩ và làm những trò nhăng nhít như thế. Muốn làm việc lớn thì phải cố gắng. Chú phải quay lại làm việc tiếp rồi. Một người chỉ thật sự thất bại khi họ hoàn toàn bỏ cuộc. Sao liệu vậy? Một tháng rồi. Tao nhà nhà mà đúng nghe. Muốn tao lòi để cái gì? Quần áo nè, đường nước nè, xe lăn nè, mày chẳng là đứng sự gì cả. Sao mà liệu vậy? Cút! Tao đã bắt mày đi rồi. Đừng có cầm rạp với tao nữa. Im! Ôi, chào anh. Đây có phải là nhà của chị Nguyễn Khả Vân không? Tôi đến từ nhà xuất bản Kim Đồng á anh. Thì tôi thấy lúc trước chị Vân có gửi một cái bản thảo về cuốn sách chị đang viết á, và chúng tôi thấy hứng thú với cuốn sách đó. Thì ngày hôm nay tôi xin đích thân xuống đây để được bàn bạc với chị Vân về việc xuất bản luôn cuốn sách. Thì tôi có thể vào nhà nói chuyện trực tiếp luôn.